Tại các thầy cô đó là đôi mắt về sơn tây. Bây giờ nói về Vũ Loan. Dạ. Xin thầy xác định cho một chữ ở trong cái bài đó. Dạ. Ở cái đoạn áp chót, cái đoạn thơ với câu thứ hai về núi Sài Sơn ngó hay là ngắm lúa vàng ạ? À? Đoạn thứ hai áp chót. Áp chót ạ. Đoạn thứ hai thưa thầy. Đoạn thứ hai thì dạ vâng, đến lên vâng. Về núi Sài Sơn ngó lúa vàng. À, khi nói về thơ đó, bởi vì vấn đề sao đi sao lại nhiều lần, chính tôi không dám xác định câu này. Có sách để có chỗ để là ngó, có sách để là ngắm, tôi cũng không biết rõ. Nếu mà ai có cái bảng, thường thường đó khi mà xác định thì có thủ bút của cái người viết. Thì ví dụ như là bài Một Tiếng Hoa Phim, tôi có thủ bút của Vũ Loan viết rõ và tôi biết như vậy chữ nào là chữ nào. Còn bài này tôi không có. Thì không biết rõ. Cảm ơn cô. Về Vũ Loan, tôi đọc thơ về ông này. Vũ Loan sinh năm 1914 trong một gia đình tá điền, tức là nghèo. Không được đến trường thì học bữa được bữa không, tại nhà do người cha dạy dỗ. Bù lại là có trí rất thông minh. Ông này thi đỗ thi đỗ tú tài năm 24 tuổi và sau đó lên Thanh Hóa để học. Đây là mối tình của ông ta đây. Ở Thanh Hóa có cửa hàng bán sách của bà Tham Ký, tên thật là bà Đại Đái Thị Ngọc Chất. Họ đó là sợ lạ lắm. Vợ của ông Lê Đỗ Kỳ, kỹ sư canh nông. Chữ Loan thường lại xem và mua sách rồi trở thành gia sư, tức là người dạy kèm trong nhà đó, cho con trai của cô con gái yêu. Cho con trai cùng cô con gái yêu của gia đình và bà này, cô con gái tên là Lê Đỗ Thị Ninh, về sau thành vợ của ông này. Khi đó Lê Đỗ Thị Ninh mới 8 tuổi nhé. Lê Đỗ Thị Ninh 8 tuổi mà Vũ Loan 24 tuổi. Cách nhau bao nhiêu năm? 16 tuổi. Cũng được. Vũ Loan kể, lần đầu tiên tôi tới nhà, bà Chất phải gọi mãi cô bé đi mới chịu ra khoanh tay chào thầy. Miệng nói lý nhí con chào thầy ạ. Chào xong cô bé bất ngờ mở to mắt nhìn thẳng vào tôi. Đôi mắt to đen láy tròn xe như có ánh chớp ấy đã in sâu vào tâm trí tôi, theo tôi suốt cả cuộc đời. Thế là từ hôm ấy tôi dạy học cho em. Em đọc và em viết. Em là một cô bé thông minh, ít nói và mỗi lần mở miệng là giống y như một bà cụ. Có lần tôi kể chuyện này cho hai người anh của em nghe, không ngờ câu đùa ấy đến tai em. Thế là em dỗi. Suốt một tuần liền em nằm lì ở buồng trong, không kịp học hành. Trước đó, hàng ngày em vẫn chăm sóc tôi một cách rất thầm kín. Em mới 8 tuổi thôi. Lúc thì đặt thảo góc mâm chỗ tôi ngồi ăn một vài quả ớt đỏ au em vừa hái ở vườn. Lúc thì quả chanh mọc nước. Những buổi trưa hè khi tôi ngủ trưa, em lén lấy chiếc áo sơ mi trắng của tôi treo ở góc phòng đem ra giếng lặn. Ôi, em ơi là em. Một hôm em nằm nặc đòi tôi đưa em lên khu rừng thông. Tôi sợ em lại dỗi nên đành liều xin với ông bà tổng thanh tra cho tôi đưa em lên núi chơi. Xe kéo chạy chừng một giờ mới lên được chân đồi. Em leo đồi nhanh như một con sóc. Tôi đuổi theo em đến đứt cả hơi. Lên tới đỉnh đồi em ngồi xuống và bảo tôi: thầy ngồi xuống đi. Đáp tôi được nghe cái này tôi thích. Tôi ngồi xuống bên em. Chúng tôi cứ ngồi thế mà chẳng nói gì. Bất chợt em nhìn tôi rồi ngước mắt nhìn tít ra tận chân trời. Không hiểu lúc đó em nghĩ gì. Bỗng em hỏi tôi: thầy có thích ăn xin không? Tôi nhìn xuống sườn đồi, tím ngắt một màu xin. Em đứng lên và đi xuống sườn đồi. Tôi mệt quá mà nằm thiết đi trên thảm cỏ. Khi tỉnh dậy, tôi thấy em đang ngồi bên tôi với mấy chiếc nón đầy ắp xin, những quả xin đen nhánh chín mọc. Thầy ăn đi. Tôi cầm một quả xin từ tay em đưa lên miệng. Ngọt quá, tôi trầm trồ. Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân, quả xin đối với tôi chẳng lạ lẫm gì, nhưng thú thật chưa bao giờ tôi được ăn những quả xin ngọt đến thế. Cứ thế, chúng tôi ăn hết quả này đến quả khác,
Tôi ngước nhìn em cười. Hai hàm răng em đỏ tím. Đôi môi bên má em cũng đỏ tím một màu xin. Tôi cười phá lên và em cũng cười. Sau đó thì Vũ Loan từng đã và ra đi. 8 năm sau trở về, cô bé Linh lên 16 tuổi. Hai Linh lấy nhau. Cái gì đi? Cái nguồn là thế này này. Là sau đó cô bé này, à cô vợ nhỏ này, không phải cô vợ nhỏ bé này, à, chết bất ngờ, chết thê thảm lắm. Đám cưới xong cái hôm sau là anh này ra mặt trận ngay. Và hai người anh hôm này cũng ở mặt trận. Mà cô này đó thì người bị bắt, nhưng mà gia đình ông bố mẹ này có một thời gian vào trong Nam. Do đó thì cô này quen gọi mẹ bằng má rồi. Lát sẽ thấy má xuất hiện ở trong cái bài thơ. Cô này chết tội lắm. Chết là đi ra sông thì như là giặt quần áo rồi đó, rồi trượt chân ngã, rồi chết đuối. Cái thê thảm thứ hai nữa là thế này. Khi mà làm đám cưới của cô này với Vũ Loan thì hai người anh vẫn ngoài mặt trận. Bởi vậy gia đình mới viết cái thư gửi cho hai người anh đó, báo tin rằng em Linh đã lấy chồng rồi, lấy Loan rồi, Vũ Loan rồi. Ít lâu sau cô này chết thì nhà lại viết thư báo tin rằng em đã trượt chân ngã chết đuối rồi. Cuộc chiến tranh khốc liệt xảy ra lúc đó, đường bưu điện không biết thế nào đó, mà cái thư báo tin em chết đến trước, thư báo tin em lấy chồng đến sau. Đó là cái khổ. Và sau đó Vũ Loan buồn lắm. Không biết bài thơ đây, bài một tiếng mà xin này, là bài này bị phê bình phản tịch. Phê bình phản tịch giữa cuộc chiến tranh khốc liệt như thế mà viết bài thơ lãng mạn yếu đuối như thế này, phê bình phản tịch. Cô thì bực quá bỏ hết tất cả như vậy, chịu lại, không để. Rồi họ trù dập ông ấy, bắt đi làm đủ các thứ, khuân đá bằng tay. Rồi lúc đầu còn xe kéo, không cho xe kéo, đi khuân bằng tay rồi thôi. Nhưng mà cứ nhất định như vậy. Mà cái tình yêu của tôi với vợ tôi không ai có thể làm gì được, mà đụng tới điều thiêng liêng vô cùng của đời tôi rồi, ai làm bất cứ cái thế lực nào đụng tới cái tình yêu đó tôi cũng chịu được. Và từ đó là phản kháng hoàn toàn. Cuối đời ông ta được cái sự lạ lắm. Cách mấy năm trước khi ông qua đời, có một cái công ty đến mua của ông ta cái bài một tiếng hoa tim này với giá 500 triệu. 500 triệu là bao nhiêu tiền? Chia ra là 20 ngàn là một đô la. Là bao nhiêu? 2 tính lẻ thôi. 25 ngàn đô la. 25 ngàn đô la. 25 ngàn đô la. 25 ngàn đô la thì ông ấy chia cho các con một phần ít. Còn lại một chút một là tôi để tôi dưỡng già. Sau đó thì cũng đã nhiều nhà xuất bản khác tới để xin mua thêm thơ của ông. Ông bán. Ông bảo là bán một lần thì thôi, chứ còn tôi đâu phải là thơ mới bán được. Nhà thơ không có sống thì thơ, nhà thơ sống thì khác. Và cuộc sống nhà thơ thì rất là gian truân, nhưng mà họ yêu thơ như là yêu tình nhân. Về sau ông này lấy vợ khác, và vợ đó hiểu cái mối tình cũng lắm, rất tôn trọng mối tình. Và vợ tên là gì tôi quên mất rồi, bà Phạm Thị Du. Bà Phạm Thị Du hôm nay 76 tuổi, mà rất tôn trọng cái mối tình đầu của chồng với Lê Đỗ Thị Ninh. Rồi cho chúng ta nghe Áo Anh Thích Chỉ Đường Già.